Đây các bạn, giờ khuya mà còn cũng nhiều quạt quá. Bây giờ chọn đại sữa nha các bạn. Đó. Thì mình sẽ lấy cây cây nào mà cái quạt treo tường này đi. Quạt treo tường nằm trong cái bọc này. Lấy thêm một cái cây quạt đứng nữa. Đây, treo tường nằm trong bọc các bạn. Đây, thêm một cây quạt đứng nữa. Còn mấy cây này nữa. Mình sẽ kiểm tra coi mấy cái này. Kiểm tra từ cây các bạn. Kiểm tra cây treo tường này trước. Coi nó bị hư cái gì thì chúng ta sẽ thay cái đó. Rồi các bạn, đây là cây quạt treo tường. Nhãn hiệu gì đây? Quạt này giống quạt như hoa tre không? Đây, cái kiểu nó thì giống quạt hoa tre đó. Nhưng mà để coi kỹ là quạt này quạt hiệu gì. Còn hiệu gì cậy nó đi. Giờ cũng tối rồi. Mình sẽ tiến hành, mình sẽ ghim điện, mình kiểm tra nữa coi nó bị cái gì nha các bạn. Ồ, quạt này cũng dây khá cục, khá ngắn luôn. Mình sẽ lau ổ điện rồi. Quạt này chắc là quạt này treo ở chỗ nào người ta sơn, dít sơn lum nha các bạn. Đây, một cái quạt. Thứ nhất là mình kiểm tra chụp bạc là thấy ok rồi nè. Ghim vào thử rồi, cái này giật cái công tắc này giật không được nhưng mà đây công tắc này giật không được rồi, mình sẽ mở ra mình kiểm tra cái công tắc này bị cái gì mà nó giật không được. Đây rồi, nhìn các bạn thấy cái nút thu phong này được phải không? Mình nghe nè, ta giật này giật không đi luôn. Rồi, giờ chúng ta sẽ tiến hành ta tháo và chúng ta sửa cây treo tường này trước. Tối thì cho nên mình cũng làm nhanh nhanh chút nhưng mà. Đây. Hôm sau nó có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quả ốc. 9 quả ốc luôn. Nó hoàn ốc nhiều quá. Để ổ điện xa xa, dằn ốc vô mới công. Chứ còn cây mấy cây treo tường nữa. Hoặc nào gửi trước mình sửa trước nha các bạn, hoặc nào gửi sau thì sửa sau. Lúc trước có sửa quạt có liền, sửa quạt có liền nhưng mà dạo này không lấy liền nổi rồi, nhiều quá. Đây bung cái này luôn các bạn, lúc này thôi gãy luôn này. Đây bạn nhìn thấy rõ, bạn thấy nó bị gãy này luôn này đó. Đây mình sẽ quay sát sát cho các bạn xem là nó bị gãy luôn lúc này. Đây nó bị gãy luôn này. Nếu mà bình thường thì chúng ta nhập cơ có còn xuống không, nhập con không xuống không. Do nó gãy cái này nó không đè nó xuống được đúng không? Giờ một là chúng ta sẽ thay một cái nắp khác, một cái nút khác chứ. Đầu mình sẽ kiếm một cái nút khác mình thay cho thôi. Đây, một gỗ này không biết cái nào phù hợp đây. Lựa cái này của Asia đúng không? Lựa cái này của Asia đi đi cho. Đây. Lựa con nào đây? Cái này giật ok này.
lấy đồng hồ đo thôi nha mọi người. Mình hạo cái nắp này thử coi nó có vừa cái này không. Dạ, thì cũng đưa vô thấy cũng khá khá vừa đó. Nhưng mà để mình đo thử coi nó có cái thông mạch của nó còn ok. Bật chế độ thông mạch cho coi. Bấm thì sao nó kêu tiết tiết rồi kìa. Nè, số 3 kêu ok nè. Rồi vô cái số 2 kìa. Này đây số 2, số 0 đó nè. Số 1 kêu ok đó. Số 2 kêu không. Hoặc là cái cục này biết số 2 kìa. Hư vô ngoài bỏ gỗ. Bấm không ngon. Cục này không có đồ dịch. Cục này đồ dịch khá là ngon. Đồ ăn à, cục này của ICA luôn mà. Dịch khá là ngon. Đồ này luôn. Một số cái này. Cái này số 0 hay số mấy rồi sao nó không ra. Số 1 nè. Cái này nó cũng số 2 nó không lên nữa rồi. Số 3. Cái này số 2 nó không lên. Số 2 là số 2 là ok. Tháo này ra. Đó, số 2 đây đang ấy số 2 nè. Số 1, số 3 nè. Rồi ngon. Số 0 nè, số 1 nè. Rồi ngon các bạn. Số thì em đã mình ghim thử cái quạt nó quay nha các bạn. Rồi mình ghim quạt thử nó quay nha. Đó. Nó quay ngon các bạn. Nhưng mà nó bị hư. Nhưng mà nó cứ đi hư cái công tắc này thôi.
rồi thì bệnh nhẹ. Rồi chúng ta sẽ tháo phần cắt này, cắt cũng là bỏ luôn, và mình chỉ như phần cắt thôi. Rồi cái này đơn giản. Đây rồi, chúng ta sẽ lấy cái cắt cái sợi dây này ra, lấy cái này ra luôn. Này bị hư bây giờ, bỏ này đi, lắp cái mới là nhập cắt cái dây cũ bỏ này. Cắt đầu đi. Rồi. Cắt đầu dây rồi các bạn nha. Cột vào. Rồi xong. Trời ơi, dây này nó dài như vậy nè. Các bạn, sau khi sửa cái quạt này xong đó, thì mình thấy cái quạt này nó rất là đặc biệt. Đặc biệt có một điều là mới đầu các bạn thấy con dây nó cục ngủng rồi không? Này là chủ của cái quạt này, ta đem ta giấu trong đây bớt để cho nó đừng có lòng thòng. Có khi cái quạt nằm gần ổ điện chỉ chừa ra đoạn 3 tấc thôi, nhưng mà thật ra nó rất là dài. Nên nó dài được hơn 1 mét luôn. Các bạn, dài hơn 1 mét luôn. Rồi, sau khi sửa thì giờ chúng ta sẽ tiến hành cho thử quạt các bạn. Mình đang bật xuống luôn. Đây số mấy, số 1, số 3 này. Mình bật cho nó hết số này. Số 1, số 2, vừa là đây số 2. Rồi rồi. Bật số 3, số 0. Đó, chúng ta đang để chế độ số 0 các bạn. Rồi, mình thử đi. Số 1 này. Ồ, quạt cực kỳ ngon rồi. Rồi bật cho tức năng nó quay này, tức năng còn quay ok luôn. Tắt này. Tắt tức năng. Số 2 nè. Số 2 nhẹ hơn các bạn. Số 3 nè. Nhẹ hơn nữa. Ồ, quạt này kim. Tắt. Rồi thường thường mấy quạt ASA này nó rất là bền các bạn. Cho nên cái độ hư của nó mà hư về cái thần kinh cộng đồng rất là khó. Nên hư lặt vặt thôi. Cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn thấy hay các bạn nhớ đăng ký kênh và chia sẻ cho mọi người cùng biết nha các bạn. Hôm nay tối rồi chắc mình sửa cái này, mình nghỉ các bạn. Có gì mai sửa tiếp. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ sau.